Kính thưa tất cả quý bà con, thì hôm nay tôi trả lời một cái câu hỏi là sau khi mà giám định cái căn nhà của ông Vũ Linh rồi thì tòa án đã xử chưa? À, hay là họ còn làm cái gì nữa? Đấy là cái câu hỏi của một số người. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Thì thưa bà con, thì nhân đây, nhân cái vụ này thì chúng ta cũng biết, tôi cũng nói luôn, trình bày luôn về những cái gì mà xảy ra trong một cái vụ án dân sự đó, để bà con hiểu ha. Thế đây không chỉ là cái câu chuyện về vụ án, cái vụ tranh chấp, hay là gọi là vụ án dân sự Hồng Loan Hồng Phượng. Ở đây còn là một cái dịp để chúng ta tìm hiểu về pháp lý nha bà con. Đấy. Thì như bà con biết là ngày hôm qua là đã giám định cái ngôi nhà số 5, nơi mà số 5 Đoàn Thị Điểm, nơi mà Hồng Loan đang ở đó. Thì đây là giám định lần thứ hai. Đã, giám định lần thứ hai. Vậy thì sau đó rồi làm gì? Sắp sửa chưa? Đó. Thì thưa bà con, trong một cái vụ án dân sự thì nó nhiều cái khâu lắm, không phải thấy như thế rồi mà coi như rằng là nghĩ rằng là sắp xử chưa đâu, còn rất nhiều thứ, những cái thủ tục nọ, những thủ tục kia, mà giám định cái này cũng chỉ là một thủ tục thôi, mà giám định như vậy đó, đã giám định lần hai rồi. Lần một là theo yêu cầu phản tố của Hồng Loan, còn lần ngày hôm qua lần hai thì chưa rõ là theo yêu cầu của ai, bởi vì không thấy báo chí họ công bố. Mà giám định ngày hôm qua cũng không thấy báo chí nêu rõ là giám định cái gì. Giám định ví dụ như giám định là cái hiện trạng của cái căn nhà, hay là giám định cái gì đó, thì cái đó thì chúng ta cũng chưa biết. Ví dụ như người ta đến, người ta sẽ lập biên bản trong ngôi nhà này nó gồm có những cái gì cái gì cái gì đó, thì đó là cũng một cách giám định, hay còn gọi là hay còn nói cách khác là thẩm định đó nha. Hay là thẩm định về giá cả của ngôi nhà thì cũng không thấy thông tin. Hay là thẩm định liên quan đến cái vấn đề là hộ khẩu, ai bao nhiêu người ở trong căn nhà đó, vân vân. Thì nói chung ra là chỉ riêng mỗi một cái việc đấy thôi mà nó cũng sẽ rất nhiều các cái hình thức khác nhau nha bà con. Và nó kéo dài, có khi cách 2-3 tháng thì nó mới xảy ra một cái như vậy. Và có khi chỉ riêng trong cái ngôi nhà số 5 thôi, nó sẽ đòi hỏi 5-6 cái thủ tục. Mà một cái thủ tục như vậy đó thì cách nhau là 1 tháng, 2 tháng. Đấy. Và như vậy nếu mà có nhiều thủ tục thì chúng ta xem lại này, nó cũng đã hàng năm rồi. Cho nên là trong cái dân sự nó là như vậy, nó không có chặt chẽ như trong hình sự. Trong hình sự ví dụ như là điều tra, thời hạn điều tra là bao lâu thì nó có một cái barem sẵn, rồi xong trả, hoàn trả hồ sơ lần một không quá bao nhiêu tháng, hoàn trả hồ sơ lần hai không quá bao nhiêu tháng, sau đó bao nhiêu thời gian là phải đưa truy tố ra tòa đó. Chứ còn trong cái dân sự thì nó không có cái thời gian là cái kiểu đó. Do đó có những vụ án dân sự nó kéo rất dài. Mà tôi nói các cái vụ này, các cái vụ như thế này trung bình phải 2 năm nha bà con. Trung bình
phải 2 năm. Trung bình đấy. Chứ không có vụ nào mà nó gọi là một năm mà đưa ra xử đâu. Đấy là tôi mới nói là đấy là cái sự sơ thẩm thôi đó. Chưa kể những cái hàng loạt các cái vấn đề khác. Sự sơ thẩm, rồi lên sự phúc thẩm. Phúc thẩm rồi có khi rằng là phải hủy án, giám đốc thẩm hủy án, đưa về xem xét để xử sơ thẩm lại. Ở cái án dân sự thì nó không có cái quá trình điều tra, có nghĩa là không có điều tra bổ sung, chỉ có xử thôi, chỉ có tòa thụ lý thôi, chứ cơ quan điều tra họ không thụ lý. Thế nhưng mà tòa phải làm rất nhiều các cái việc khác nhau nha bà con. Và mỗi việc như vậy không hề có thời gian quy định. Bên dân sự này không có thời gian quy định đâu. Chứ nó khác với hình sự thời gian quy định rất chặt chẽ. Bao nhiêu tháng tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng là bao nhiêu tháng vân vân. Quá một ngày cũng không được. Nhưng mà còn dân sự thì là, ôi thôi rồi, nó chạy ngút ngàn, chạy mút mùa lệ thủy luôn. Gọi là chạy mút mùa lệ thủy thôi. Đấy. Còn một cái con số trung bình để đưa ra xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự kiểu tranh chấp nhà như thế này là 2 năm. 2 năm. Với điều kiện là có ít ít bất động sản và nó gần nhau. Ví dụ như ở đây một cái bên Phú Nhuận và hai lô đất ở dưới thành phố Thủ Đức. Nó đơn giản. Chứ còn mà ông làm thêm một cái bất động sản nữa ở đâu ngoài Đà Nẵng nữa thì là coi như là mệt nữa. Chứ không phải đùa. Do đó là bà con mà những ai mà quan tâm đến cái vụ của Hồng Loan, Hồng Phượng này thì cứ yên chí rằng phải 2 năm nữa. Đây là mới vấn đề tài sản thôi. Còn các vấn đề khác nữa. Giấy tờ con nuôi con ruột này kia kìa nó. Chưa tính cái thời gian đó. Mà chỉ mỗi một cái là cái bất động sản thôi đó. Đó. Rồi bây giờ nhân đây tôi nói thêm một cái này. Tức là một số người lưu ý là không nhầm giữa cái video ngắn. Đây là video ngắn nha bà con. Video ngắn này thì làm nguội. Và cái live stream. Cái live stream thì thường là nó dài 40-50 phút. Và trong đó cái nội dung nó không cô động. Có thể nội dung nó lặp lại. Rồi những phần chào hỏi này kia kìa nọ bà con. Thì nó khác. Do đó vừa qua tôi thấy trên kênh của tôi nhiều người cứ nhầm lẫn. Giữa video ngắn này nói bảo tại sao hồi trước anh Thu làm video là 7-8 phút là nó ngắn gọn súc tít, mà bây giờ làm là video gì mà kéo dài cả tiếng. Bà con đang nhầm lẫn giữa cái live stream và cái video ngắn nha bà con. Rồi thì đó, thưa bà con, cái câu chuyện tranh chấp Hồng Loan, Hồng Phượng thì nó là như thế. Nhìn thì là dân sự nhưng mà đôi lúc là nó phức tạp kéo dài về mặt thời gian. Cũng chưa biết khi nào là để xong vụ này nha bà con. Rồi, một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau nha. Xin bye bye tất cả mọi người.